Xin được mời Chip Bánh Kem tiến về lễ đài sân khấu để tặng cho anh Vũ Luân và anh Tố Xã thắp nến để cầu nguyện cho một năm mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hòa trong ca khúc Happy Birthday để chúc mừng cho Vũ Luân nha quý vị. 2, 3. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Cảm ơn hai em Đình Đinh và em Hồng Loan. Và bây giờ thì Luân sẽ cầu nguyện và hội nến. Bây giờ cầu nguyện gì mình nói lớn cho mọi người cùng nghe luôn để chia sẻ nha. Cũng được, cái này bí mật. Trời ơi, quá hết giờ. Ủa rồi đây những người con mình có muốn nói gì không? Tôi muốn nói gì với anh của mình không? Không, bây giờ em thì bây giờ em phải nói chứ. Đúng rồi đó. Dạ, thì ngày hôm nay là ngày rất riêng đó. Hôm nay thì em cũng đại diện cho ban cũng như là đại diện cho tất cả quý vị quan khách có mặt tại nơi đây và một lần nữa mong anh em được nhiều sức khỏe á, càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng hát hay và càng ngày càng thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Và ba anh em mình sẽ cố gắng là những đứa con của ba sẽ có nhiều và sẽ làm tất cả mọi điều tốt đẹp để cho ba được vui và được an lòng về với Phật. Quá, xin được cảm ơn những lời chia sẻ và những lời chúc phúc của Bình Tân gửi đến cho anh Vũ Luân. Bé Lâm có muốn nói gì không? Em chúc anh hai được nhiều sức khỏe và mà thăng tiến trên con đường nghệ thuật và chúc chị ba nhiều sức khỏe. Bỏ này. Quý vị ơi, bây giờ thì quý vị có thể đăng lên thành ca và hôn ba một tiếng thật to mà để chúng ta cùng nhập liệt và chúc mừng cho sinh nhật của anh Vũ Luân nha quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng đăng lên thêm kỷ niệm với chúng tôi nha. 1, 2, 3.